Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog cho mọi người. Mình là Nhã đây. Thì ngày hôm nay mình đang đứng ở trên cái sân tập nha mọi người. Giỡn vậy thôi. Phù hủy súng găng đi trời. Thì sau lưng mình là anh Tư nha mọi người. Thì ngoài trước mặt mình là sân tập nè. Thì bữa nay cái bóng đèn đây nó bị đứt rồi mọi người, cho nên là không có thấy sáng được. Ở ngoài sau lưng mình là một cái cầu thang nha. Rồi trên đó có một cái lầu. Ngoài trước mặt thì là cái sân tập. Thì hôm nay mình lên đây trước với anh Tư á, mục đích của mình á là không có tốt lành gì. Tại ngày sáng này ở ngoài chùa nè mọi người, mới nó chon mình lỡ ngủ quên chút xíu mình lấy cái hang xuống rồi lấy cây nó thọt bà nội nó gì, nó thọt tùm lum lỗ hết trơn á. Giờ đích mình giải cái lỗ không thọt vậy đó mà xui một cái là cái clip đó mọi người. Về nhà sao không biết, mình coi lại cái clip nó bị kiểu như bị nó bị lắc đơ đơ sao mọi người, quay coi nó ấy lắm, cho nên là chỉnh xong mình cũng có để mọi người thông cảm cho mình nha. Thì bây giờ mình sẽ trả đổi lại tụi nó một cái màn chon này nha. Không những là tụi nó không nữa, mà có thằng nào chơi thằng đó luôn, không chừng là nguyên cái đội lăn luôn đó mọi người. Cho nên là bây giờ mình sẽ trả đổi lại tụi nó nha mọi người. Không những là tụi nó không mà có thể là nguyên cái đội lăn luôn nha. Tại vì ai lên tập thì mình sẽ chơi người đó nha mọi người. Được không? Rồi bây giờ hồi anh Tư sẽ lên trả mình, anh sợ không? Không. Không sợ thì anh lên trả mình đi. Tại anh Tư thuộc dạng ảnh hơi lì đầu chút xíu. Với lại trên trả thì cũng không có gì hết mọi người, đây là trường học nha. Thì bây giờ hồi anh Tư sẽ lên chảnh rồi cứ làm theo cái lời em nói thôi. Rồi để tụi nó vô làm thôi là được. Ok, bây giờ mình với anh Tư sẽ để tụi nó vô thực hiện cái màn chon này nha mọi người. Ok mọi người, thì do trên sân tập này nó hơi tối thì mọi người thông cảm nha. Thì anh Tư anh sẽ lên trên đó rồi mọi người. Bật đèn lên cái anh Tư. Test cái. Đó, anh Tư sẽ trên đó nha mọi người. Đó. Thì mình sẽ ở đây mình đợi tụi nó nha. Mình đã giấu cái máy quay trong cái xe mình nè. Thì bây giờ mình lại đây mình ngồi mình đợi thôi, khi nào tụi nó lên đủ thì sẽ bắt đầu chơi nha mọi người. Thì khi nào mà tụi nó lên thì mình sẽ thực hiện màn chon nha mọi người. Gắn trên nó xíu nha anh Tư ơi. Okay, okay. A few moments later. Lên đúng không? Đâu? Anh lên. Đâu? Lên luôn. Lao.
Trời ơi. Trời ơi. Anh dặn là dầu quay lên đầu. Mày nhả này tôi chuyện không thấy gì vậy đó, làm gì đâu. Mẹ anh kêu nghe chứ úp lại lên đầu. Xa đúng không? Thì khi mà cùng xa là đã xa là cũng có chữ nhảy nha. Cùng xa là đã xa là chữ lên. Cùng xa là luôn. Hiểu không? Giật. Tụi nói cái gì vậy? Tào lao, tào lao. Nói chứ anh đúng. Nhà anh ơi, anh ơi. Tụi nói tào lao bà ơi. Tào lao lắm rồi đó. Sẵn rồi, tào lao bà. Ở tập đây, tập đây. Cùng xa. Tùng xa là ra xa xa. Ê mày bậy lão mày bây giờ. Rồi. Tùng xa là đang sắp nhỏ ở Tùng xa là ra xa xa. Tùng xa nó lên đúng không? Tùng xa là ra xa xa. Chạy ba nó chạy đâu dí vậy chạy giờ đi tào lao quá đến chạy gì nhỉ ông nội đó ông lớn già đầu hở cái ông chạy như là siêu nhân vậy trời ơi xăm xăm hoài vô mình lại muốn cái đi vô nè hiểu không tùng xa là đã xa xa là chưa nhảy đang xa nhỏ nè tùng xa là đã xa mới khép vợ lại nè úp anh nhân mới lại đi anh nè tùng xa là đã xa xa gì khép vợ lại đó nè đang đứng này tùng xa là đã xa xa đi nhanh rồi đi nhanh rồi mày hùng á đó mà tao ơi tao mới đi đây em thôi làm gì luôn á hùng thôi ơi dạ tao có bảy nó có gì á dạ. Ủa vậy nè ba là mời hay nè tao có bảy á tụi bay tào lao quá sao tụi bay thấy vậy thấy vậy mà ai giỡn không không đi cứ gì tập đi cứ tập bình thường đi úp nè một chân đi chân nha úp lao rồi đó ổn đâu còn dữ rồi trời tốt úp hai giò cái quẩy như vậy đi rồi gỡ xuống lại hai giò tiếp cho nó úp tức là lên hai giò một lượt luôn úp ơi lên hai tiếng gì vậy hai tiếng gì vậy lên gì là ra hai người với đâu lên được ra một người ngã là hai gì vậy gỡ xuống úp ơi chứ anh không có lạ tao có lạ đâu ơi tao nghe biết rồi mày ba tào lao tào lao qua đây cũng tao bây giờ mày uống lại tào lao rồi mày thích giỡn không mày xịt đùi rồi đó mày không muốn tào lao rồi ở chỗ này nó giỡn không? À tao có cái ảnh rồi. Mày phải bàn tao lao rồi. Gì vậy? Gì đó? Gì vậy? 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 Gì giỡn nữa vô mẹ đi ba nha trời ơi đau không nha gì hai là đau ý lại có gì hôm nay sang này thấy kỳ kỳ đó thôi ai hết chứ gì vậy mày nói gì vậy gì vậy gớp á cứu tôi tài ơi, giá tôi tài ơi. Chuẩn bị. Ủa gì vậy? Chú đi. Không hợp tới cái đèn không? Chú đi. Ổn đâu mọi người? Từ chỗ mà nha mọi người. Chỗ mà. Kiếm cái quay mà đặt cái từ từ.
nó la như là hồi tới vậy. Khai đặt cũng được rồi. Chạy lon xe ấu chưa? Chạy lon xe ấu, chạy lon xe ấu chưa? Nè, cần vụ á, cần vụ cho thằng nào lại lấy xe đi, anh ngồi trên xe luôn. Ngồi xe luôn hả? Mày là xe này của thằng nào? Anh qua đó đi ngồi xe nhanh kìa, ngồi xe nhanh kìa. Núp đi, núp trong đây nè. Núp trong đây nè, núp trong đây nè. Đúng rồi, núp trong đây nè. Khó khó chết mẹ mày rồi con. Thấy hết trơn rồi. Bị đâu, bị đâu. Ủa? Gì vậy? Giang hồ hả? Giang hồ hả? Sao không chạy? Chịu lại đâu vậy? Đâu, đâu, anh đắp mặt lên, anh đắp mặt lên. Chị nhìn không sợ hả? Chị ghê mẹ. Gì ông nội? Giỡn gì đâu không trời. Má tao nghi dữ lắm, nghi. Nghi không? Má mệt. Như xe còn dính. Anh đền xe cho em kìa. Xe bị vậy? Rồi, xe hết xăng luôn rồi kìa. Quý quý chừng túm hết trơn. Túm hết trơn. Nè, nói cho biết luôn, hồi sáng đứa nào bỏ em trên đó, hợp đích đó. Em đứa nào? Anh toàn. Thì vậy cho anh là vậy là đúng. Để rồi trời, tối em ảnh chết từ rồi từ. Có đâu sợ, mặc gì sợ. Quý quá trơn hả? Đấm quá trơn luôn hả? Má tụi chết không? Chết luôn. Ghê. Tao nói ở trên đây, bên đây tự nhiên cái đèn nó không mở. Tao nãy gì tao lạnh như sống nãy giờ rồi. Dễ gì cho mấy đứa biết được. Biết được thì sao cho được. Tấm hết trơn luôn. Mày tưởng mày lên một mình mày hốt xăng lên mình chứ ai. Ai ngờ có ông này nữa, biết đâu. Thằng này cái giọt nó què, nó chạy cái xịt cái đuôi, cái xịt đuôi cười muốn chết. Không chi gì chết chết bữa nào á. Chết đầu chết. Rồi chết. Cùng lên máu bị dính nữa. Còn ngồi đây rồi. Lính bây giờ bị dính nữa. Má chạy chạy bỏ trơn chứ. Thầy bây giờ bị không chạy. Chạy có lại mấy đứa này đâu. Mẹ kêu danh 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 mà chạy mất tiêu chân. Má má má. Hả?
nổ nó ra tới mà đó. Rồi ra tới mà đó luôn vậy. Tù lao nữa rồi đấy. Lấy cái đèn nữa mọi người. Thôi, nhìn chỗ đi đâu mà, không biết à. Dễ gì trời, tập đi trời. Ôi, chị cứ giỡn, tránh gì vậy? Nãy anh ngồi tránh gì vậy? Đâu có. Nãy anh đứng ngồi dưới đây nè, đâu ngồi tránh đâu. Sao, nãy cái mặt xinh lè. Chết khùng gì tào lao, nãy giờ đứng dưới đây. Thôi, đi về, đi về, đi về. Thôi, tập đi, tập đi. Thôi, nghỉ tập bữa đi, nay tao cho nghỉ á. Tập đi, tập đi. Lên xe chứ không? Đi, nói tao đâu? Ở đi. Tập đi. Nói tao rồi. Nói tao đâu? Ủa, anh chở ai vậy anh? Chở ai hả? Tự em về anh tư. Mày định cái xà. Thôi, xuống đây, đây. Đây. Thôi, giờ mình về luôn đây, đây, tạo đây. Thôi. Đi vậy em bởi kệ toàn để lại em. Thôi, nó giỡn mọi người, ok mọi người đã coi xem hết video này nha. Nếu hay thì để lại like với kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Còn bây giờ chào tạm biệt mọi người nha. Quá đã mọi người, quá phê luôn. Sợ không? Không. Mày con dây dài. Trời ơi, có đầu sợ. Mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Chào tạm biệt mọi người nha, bye bye. Nhắc kìa. Ok.